Quy Nhơn, thành phố du lịch sạch ASEAN. Thanh Bình, thân thiện, năng động. Bình Định, một xứ sở địa linh nhân kiệt, nơi quy tụ những tinh hoa cùng tinh thần Tây Sơn Trường Nghĩa. Quy Nhơn, thành phố trung tâm tỉnh Bình Định, đất võ trời vậy, nơi sản sinh và nuôi dưỡng các hồn thơ nổi tiếng như Xuân Diệu, Trấn Lòng Việt, Hàng Quân Sử, nơi đã từng là cố đô của vua quốc Trầm Bà cổ xưa, một vùng đất kết tinh giá trị văn hóa bản địa đặc sắc, có người hiền hòa mến khách, ẩm thực địa phương độc đáo cùng cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp. Quy Nhơn, một thành phố du lịch đa sắc màu. Bảo tàng Quang Trung, nơi gắn liền với cuộc khởi nghĩa Tây Sơn của người anh hùng Quang Trung Nguyễn Huệ, được xây dựng trên chính là nhà cũ của ba anh em nhà Tây Sơn. Đến đây, du khách sẽ được nghe giới thiệu về những chiến tích lẫy lừng và chiêm ngưỡng những hiện vật quan trọng in đậm chiến công hiển hách như trống trận, cồng chiêng hay 18 loại binh khí thô sơ giúp nghĩa quân Tây Sơn từ chiến thắng này đến chiến thắng khác. Trời đất Tây Sơn, dòng bóng cờ đào, trời đất Tây Sơn. Thưởng thức nhạc võ Tây Sơn là một điều mà bạn không nên bỏ lỡ khi đến với Bảo tàng Quang Trung. Tiếp tục hành trình xuôi về Quy Nhơn, một địa điểm tham quan mang tính văn hóa lịch sử, một công trình kiến trúc của vương quốc Chăm Pa cổ xưa, tháp Bánh Ít, nơi ẩn giấu dòng thời gian, nét hoang sơ và đầy hoang dại đã qua của một đất nước Chăm Pa hùng mạnh một thời. Tháp được xây dựng vào khoảng thế kỷ 11, đến nay tháp vẫn giữ được nguyên vẹn nét kiến trúc Chăm Pa đầy cổ kính, tinh tế và vô cùng hoành tráng, chưa từng bị thời gian phai mờ, là một trong 7 cụm tháp Chăm còn tồn tại trên mảnh đất Bình Định, nơi được biết đến là cố đô của vương quốc Chăm Pa cổ xưa. Đầm Thị Nại, một địa danh không chỉ mang vẻ đẹp yên bình và thơ mộng, mà còn gắn liền với những trận thủy chiến và số phận của nhiều triều đại. Bắc ngang qua đầm Thị Nại là cái cầu vượt biển dài thứ 2 Việt Nam. Cầu Thị Nại sẽ là bạn đồng hành đưa du khách đến với bán đảo Phương Mai, viên ngọc quý của thành phố Quy Nhơn. Dừng chân ở bán đảo Phương Mai, du khách có dịp phải vùng và đắm mình với thiên đường biển đảo, nơi hội tụ biển xanh, cát trắng, nắng vàng. Đến với bán đảo Phương Mai thì quý du khách không thể không nhắc đến những địa điểm như Kỳ Co, nơi được mệnh danh là Maldives của Việt Nam, biển Hòn Khô hay Cù Lao Cù, nơi trải nghiệm lặn ngắm san hô dưới mặt nước và có cơ hội trải nghiệm con đường cát đi bộ xuyên biển đầy độc đáo và ấn tượng. Hay với cái tên Eo Gió, được biết đến là nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất của tỉnh Bình Định. Gành Rắn Tiên Sa, một địa điểm mà bạn sẽ được chiêm ngưỡng một vẻ đẹp thiên nhiên tuyệt mỹ từ những quần thể bãi đá nằm liền kề nhau theo con đường cong của eo núi Xuân Quang, thành phố Quy Nhơn. Tại khu lịch Gành Rắn có một khuôn viên trong lành sạch sẽ, là nơi an nghỉ của nhà thơ Hà Mật Tử, một thi nhân có tâm hồn thơ độc đáo tài hoa, đã để lại cho thế hệ sau những tác phẩm xuất sắc. Ghé thăm một nhà thơ Hà Mật Tử, không chỉ có những người yêu thơ, rất nhiều du khách cũng đã tìm đến đây với mong muốn thắp nén hương để tưởng nhớ về người thi sĩ tài hoa nhưng bằng phật này. Đến đây, du khách sẽ được tìm hiểu thêm về cuộc đời của nhà thơ Hà Mật Tử thông qua một nhân vật thú vị mà bạn sẽ gặp ở đây, là người lưu giữ và viết lại thơ Hà Mật Tử, Bút Lửa Diễu Kha, nghệ nhân nổi tiếng của đội thi nhân. Quảng trường Quy Nhơn với khuôn viên rộng lớn ngay trên đại lộ Nguyễn Tất Thành là nơi vui chơi giải trí của người dân địa phương hay du khách về đêm, còn là nơi tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch của tỉnh. Còn đặc sắc hơn nữa, nơi đây là nơi đầu tiên trên cả nước đặt tượng đài Bác Hồ và phụ thân của người cùng những sinh sách. Tượng đài được khánh thành và xây dựng vào năm 2017, đúng dịp kỷ niệm 127 năm ngày sinh của Bác. Hãy đến với Quy Nhơn, điểm đến hàng đầu Đông Nam Á.